Rồi, nghi một giỏ mướp hương nữa nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ tiếp tục sang sề. Đó, sang sề cho nó ở chung với mấy cái em lớp chuông nằm thằng ngay hàng thẳng lối này nè. Mình lấy cái giỏ này mình đi đi vòng vòng mình thu hoạch rau trong vườn. Chứ rinh nguyên cái sề này nặng quá. Vô leo thấy thấy Lỡ này cái này. ngon, Chứ nó 700-800 gram trong ít hơn. Hello cả nhà. Hôm nay mấy cái cây ớt chuông của Sang nó chín đỏ hết trơn rồi nè cả nhà. Nhìn quá trời đẹp luôn á. Nhưng mà phải hái nó vô chứ không thôi á là không có bữa nay không có hái á, vài bữa nó chín cái nó rụng, nó thối luôn. Cây nào cây nấy là trái xum xuê luôn, cái nhánh nó quằn luôn á. Sang phải lấy cái dây buộc nó lên gì nè. Chứ không thôi là nó nặng, nó gãy nhánh quá trời luôn á. Bữa nay là sẽ đi vô bội thu ớt chuông nha. Trồng đây được 7 cây ớt chuông trong cái chuyên mấy cái xô này nè. Mà bữa nay cây nào cây nấy nó cho trái quá trời tốt. Có một cái cây mà này nè, xong tự nhiên nó cao hơn là mấy cái cây khác. Mà trái nó cũng chín sao người ta nữa. Đó, trái còn xanh xanh. Có 5 trái trên đây nè mà còn xanh quá. Mấy cái kia chắc cái chỗ này có thể là nó nằm ngay nắng nên nó cao. Mấy này nè đó, nó xoay quằn luôn đó. Có mấy cái cây này đó là nó lùng mà trái của nó chín trước. Trái ở nhà mình trồng cái trái ớt nó cứng ngắc à, nó fresh, nó tươi. Cái này thấy lớn ha. Cắt cái nhẹ cây ớt ghê vậy, cứ đi ra là nè, cứ gị nó vô tối ngày à. Không có bữa nào mà gió một cái là gãy nhánh à, cái này bị gãy nè, thấy không? Cái này chứ này bữa nó vàng vàng, bữa nó sẽ đỏ. Cái này sao? Wow, big one. That's big. Bự quá bự luôn á. Này hôm hái luôn. Kẹt vô đây nè. Sai trái quá. Cái này nó sai. Này nó muốn gãy nhánh luôn thấy không? Có trái thì nó dài dài ha, cái trái nó vuông vuông. Cái dẹp thứ dẹp. dẹp dẹp. Nhưng khi nó bị kẹt ở trong mấy cái nhánh này nè, nhỏ mình không có để ý nữa đó. Rồi, nguyên một cái giỏ ớt chuông này cả nhà. Rồi bây giờ chắc phải sang cái ớt chuông này qua cái sề. Tại vì phải cần cái giỏ để leo lên hái mướp. Sắp nó theo. Đó, trời ơi. Ớt chuông quá trời. Trái nó bự quá trời bự. Rồi, giờ cầm cái giỏ này mới dễ lên hái mướp nè. Hái ăn không kịp nha. Rửa xong cho sạch rồi cái cắt mình để trong ngăn ngăn đá đó. Wow, ơi, hai trái này thơm lắm á. Cao chút Đây nữa, đây cũng mướp non ăn nó ngọt. Trời ơi, cái cây này trái này nó nằm dắt dẻo trên đây làm sao rồi. Rồi rồi còn hai cái trái này qua đây hái luôn. Mùa này nó cũng còn ra bông lai rai kìa. Ôi rụng rồi, rụng bông rồi. Có mấy trái đầu bị teo teo, không biết nó chắc bị gì. Lạnh
Chưa lạnh mà. Dạ, bữa nay cũng nhiều mướp lắm đó nha. Đây nữa nè. Này hơi cao á. Nhờ có cái kéo nó dài tí xí nữa cái bắt đầu nhấp nó dễ. Rồi trong đây nữa nè. Ồ, nhanh dữ vậy ta, mới cách gần 2-3 ngày mới cắt đây nè. Ở đâu nó ra lay ra hoài. Rồi cái trái này xa quá là nhờ anh xã tay dài dối ra cắt luôn. Còn cái cặp nhiều chuyện này là cặp nhiều chuyện này ha, nhiều chuyện cũng có đôi có cặp nữa nè, leo qua cái táo nhà người ta để hơi nhiều chuyện nè. Sau lưng còn cái ở đây nữa nè, hơi nhỏ không? Không hái luôn là được rồi đó, nó bằng mấy này nè, chứ để thôi là nó mau già lắm. Hái cuốn nữa bắt đại kéo nó xuống. Trời ơi, có cổ dịch búp cổ dịch búp cổ dịch nè đó. Trên đây sơ sơ cũng được 5 trái rồi chứ. Rồi mướp đã luôn. Mà bữa nay dưa lưới sắp thu hoạch được rồi cả nhà. Đó. Em nào em nấy cũng có giỏng nằm hết trơn. Hôm nay trồng dưa lưới thành công đó nha. Đó. Cái này sang lấy cái gọn tre lại là tại vì không biết con chim không gì mổ nè. Nó mổ đây nè. Đây nữa nè. Đẹp. Trời ơi, đẹp ghê không? Cái cưng quá. 6 chậu mà được 8 trái. 6 chậu được 8 trái là được rồi. Một chậu mình để chừng trái 2 trái tối đa thôi, đừng có để nhiều. Trong này có. Rồi, đây một cái em dưa leo. Có trái dưa leo bự và bá luôn nè. Ô mày con. Ôi ơi, sao nó bự gì nè. Chắc không thế gì. Thương quá. Trời ơi, trái này chắc hơn nửa ký á. Cái con queo này hái luôn. Dù hấu khổ qua đều dưa leo đều dưa leo đẹp. Cái dưa leo gì? Dưa leo thấy loại này ngon. Chúng 700-800 gram chúng ít hơn. Hơn. Sao trồng cái này tiếp. Rồi đây cái vỏ này. Tiếp tục đi vòng vòng trong vườn kiếm rau thu hoạch cả nhà ơi. Bên đây có chùm cà chua nè. Cà chua bi. Cắt nó đi, cắt hết luôn đi. Rồi thấy không? Không kịp nó bị nứt rồi nè. Chín quá đó, mình không có cắt nó là nó nứt. Em hương đẹp hơn nè. Mấy trái. Mình cắt đi, nó mau chín. Rồi giờ mình đi ra trước, mình hái cái trái bầu ở trước, rồi đậu đũa ở trước nữa nè. Có trái bầu với mấy cái đậu đũa nãy sang đi làm về sang thấy nó bị già, có mấy trái bị già rồi cho nên phải hái. Nó bầu này cũng mới hái hôm qua hôm kia vậy nè. Mà giờ là nó trái bự không mau dễ sợ luôn. Cái này để có bị dập không ta? Thế. Trái này như là trái này chắc cũng cắt được luôn. Nó bị đẹt đẹt hay sao phải không? Yeah. Nó lùng lùng nó thung thung lại á. Cái này vàng nè. Bây giờ mình đi ra đằng cái vườn trước mình hái đậu đũa. Đang cũng mới hái cái này có mấy ngày đó mà bây giờ kìa. Ô mày có cái trái của nó chín nó vàng luôn rồi kìa. Ổn không? Trời ơi, mau quá vậy. Khô luôn rồi nè. Mấy trái này ok nè. Cắt mấy cái trái ăn được thôi chứ còn. Ổn không? Nó khô, nó già luôn. Cái này mau phát triển. Mau quá luôn á. Hết có 1-2 bữa không có ra đằng trước, nhiều khi có lo cái vườn ở đằng sau không à. Vì gì nữa.
Có thể bận cái này cắt bỏ chút đi. Bận quá bận luôn rồi cái bắt đầu là nơm thai. Không có thời gian nó cây kia khói rồi. Trái thì nó cũng màu vàng. Rau cũng màu vàng. Cặp này ok. Này ok nè. Đẹp quá ha. Ôi trời, kiến đâu nhiều ta. Đây nó đây. Thôi ơi. Quá trời. Nó chừng tế. Sỏi ra. Thôi thấy thương ha. Nó tới có cái kéo này cũng đỡ lắm. Cặp này già cắt bỏ đi để nó cây nó nuôi mất sức. Này ok. Cặp này chắc cắt luôn đi ha. Cái gì để cái ngày mai là bắt đầu nó bự liệt ha. Thôi nha. Nắm vậy chứ cũng được dĩa đó chứ ít đâu. Không có thời gian đó. Đi ra thu hoạch đó là bắt đầu là nó mau lắm. Bầu bí hơn sao cũng vậy nữa. Mới hái chừng 2-3 ngày nay cái gì. Đi làm về cái cơm nước ăn uống rồi ra tưới cái đám rau xong cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Rồi hôm trước này đi ra cũng ra tưới mà không đâu có ra thu hoạch được đâu. Này chắc con hái được rồi. Hái đi. Ăn non hơn ăn già ha. Giờ mình tiếp tục ra sao mình kiếm rau mình cắt tiếp. Có gì đi hái ta? À có trái dưa leo này chắc được nè. Cắt nó đi rồi bứng nó bỏ luôn. Nó vẫn còn ra trái mà. Không hết rồi. Cái lá nó bị vàng vàng nó muốn hư rồi. Rồi ok. Giờ lấy cái xề đi ra hái nha. Cắt luôn mấy bụi rau dền này nè. Vô mình cắt cái lá nó ra. Nó canh. Nói chung với mồng tơi cũng ngon. Cũng ngọt mà. Với mướp rồi ha. Rau dền đỏ này ăn cũng tốt lắm ạ. Này nó cũng lên cây cao dữ lắm á nha. Này mình không cắt hết. Này nó để cao. Này cao quá. Cắt thì nó bớt tùm. Rồi, đây nữa. Cây cuối cùng. Chậu có con cây đó mà nó chỉ nhánh này nhấp hết trơn không. Ok. Sau lưng có hai cây. Sau lưng có hai cây mồng tơi. Rồi lá nó như ướm bằng tay. Bự hơn bằng tay. Bự hơn bằng tay nhiều. Mồng tơi này. Trời ơi. Quá tốt luôn. Cái này bằng cái mặt thiệt. Nha, bằng mặt sang la. Quá bự luôn. Cái cọng của nó mập thù lù à. Lá rít kìa. Rồi, lại đây kiếm mồng tơi nữa. Mồng tơi đằng đây nhiều lắm. Dưới đây nó này gốc cây thanh long. Yep, trồng rải rác. Nhóc hết trơn. Chỗ cây có cái này có cây đó mà nó ăn gì nè. Cái này sâu rồi, cắt bỏ. Mồng tơi mà cũng có sâu. Không phải không sâu ha, cái con gì ăn đó. Ốc sên. Ốc sên gì không biết. Này là hai cây này trồng dư. Hết
hết chỗ trồng thì cho nên nhét như đại ở đây nè, nhét cũng lên. Rồi ok. Mấy cái cây này cũng vậy nữa nè, mau, hết sức mau luôn. Cộng nào cặp cộng nấy mập ú. Ngã nghiêng luôn. Con cây mà nó đầm ra hai ba nhánh. Ôi trời. Mồng tơi này nấu với mướp hương là số 1 rồi đó. Ăn gì bằng. Ăn ngọt luôn á, nhất là rau ở nhà mình trồng á. Nấu với thịt bằm, tôm khô vậy ha. Ngon lắm. Dùng với mướp. Mướp đó. Với mấy cái đậu bắp rồi này kia đó. Này phải cắt liên tục á, nó ra thực mới nè. Ra thực mới. Đúng rồi. Rồi, ăn có cái trái cà này là vớt nó luôn nè. Trái dưới đây nữa nè. Cũng gãy nhánh luôn. Trái cà tím này kia nè. Đúng rồi. Nhiều lắm. Cái này thì để đây. Rau xanh thì để bên đây. Rồi bên đây mình tiếp tục cắt mồng tơi cái chỗ cái góc này. Rừng. Đó, đang nói cà tím rồi cắt cho xong đi đấy. Thôi nó núp núp đây mình không thấy nè. Bữa hổm bị sốt một cái, bị hỏi bị sốt. Được rồi, thu hoạch quên nè. Mà giờ nhớ là cắt liền, không thôi quên. Cà này cái màu tím tươi đẹp quá. Rớt lá chả luôn, đầy quá. Bảy tám giờ mà còn ở lục đục ngoài vườn đi thu hoạch rau rồi đó nha. Này thấy thương ha. Tốt gì đâu á. Lá nó nhìn xanh nước mà nó bóng. Dùng cái xề rồi. Cái này để càng bò chắc nó cũng vẫn. Nó bò nó leo, thôi. Nó vẫn leo. Nhưng mà nó sẽ ra bông. Sẽ ra bông, trời cây này nó tốt dễ sợ luôn. Cái mồng tơi này nó không có cần nắng nhiều lắm. Râm râm nó cũng chịu nữa. Đúng rồi. Nhét nó dưới cây. Nhét nó dưới gốc cây. Chỗ nào có bông râm râm nó cũng chịu. Ít ít nắng ngày vài tiếng cũng ok. Dễ trồng lắm. Mà trồng cũng chậu nữa nè, chậu nhỏ xí. Đúng rồi. Có à. Chậu này 20cm đường kính. Thường. Như còn hai cây ở trong chậu treo nữa này phải. Đây nè. Sau lưng này. Rồi, nhiều nhiều thế. Tới everywhere. Có nhiều đất sang tận dụng hết trơn rồi, bởi vậy rau tùm lum hết trơn. Rồi sau lưng này ha, ôi. Sau lưng này dễ bị sốt quá. Đây nữa nè. Dung trùng luôn. Rồi. Đây cuối cùng.
trống này ha. Mấy cái đậu que này cắt đi để nó tàn này, dẹp luôn. Đậu que vàng nhiều quá, mất mốt cũng nhiều á ta. Tưởng nó tàn rồi bỏ lúng nó, cái cuối cuộc nó ra đợt bông mới thì nào nó thêm trái đây nè chứ. Cắt đi rồi lá nó nè, sâu ốc sên gì ăn hết trơn. Ngừng tay cho nó nhanh. Mấy cây xanh này cũng vậy nè. Trời ơi, nhiều quá chứ. Mót mót này đậu mót nè. Chứ khi bứng nó bỏ trồng cái khác. Này chắc trồng đậu Hà Lan quá. Rồi. Rồi, một buổi chiều đi thu hoạch rau được bao nhiêu nè cả nhà? Được 2 trái bầu, một mớ ớt chuông đỏ, mấy trái cà tím, và cũng chắc được mười mấy trái mướp hương, một mớ cà chua bi, một mớ đậu que cuối mùa và mớ đậu đũa. Với mình đây được 3 trái dưa leo nữa, có một trái bự chảng luôn. Này chắc cũng 600 gram có. Nặng lắm. Còn bên đây là nguyên một cái sề rau mồng tơi và rau dền đỏ. Rồi sang tạm dừng video ở đây, tại vì tối quá rồi phải vô ăn cơm. Sang cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Sang La Úc Châu nghe cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.